Chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Ngọc Sa Ban. Trên đây thì Ngọc Sa Ban lại tiếp tục cho nhân viên đi giao chiếc ghế massage lộ địa Nhật. Chiếc ghế thuộc hãng Kurikyo và có mã là AS810 cho anh Tân ở Quảng Ninh. Anh Tân thì là một trong những khách hàng rất là hiếm hoi, đặc biệt là rất thích màu kem. Tại vì anh thích những màu sáng sủa. Và sau khi nghe Ngọc Sa Ban tư vấn cũng như là gửi các mẫu ghế để anh lựa chọn, thì cuối cùng anh đã quyết định lựa chọn chiếc ghế Fudi AS810 này. Tại vì dòng ghế Fudi thì nó thực ra là nó thiết kế về hình thức bên ngoài, cái chiếc ghế này nó chưa được bắt mắt cho lắm, nhưng mà về chất lượng nó đem lại thì sẽ làm cho anh Tân rất là đáng ngờ. Tại vì nó là một dòng thiên về vật lý trị liệu, nó xác định rất là chính xác về phần cổ, vai, gáy. Nó sẽ giúp cho chúng ta cảm thấy thư giãn và thoải mái hơn rất là nhiều sau một ngày làm việc hoặc ngày đi lại làm nhiều căng thẳng mệt mỏi. Ở trên đây thì nhân viên của Sa Ban đang lắp đặt chiếc ghế massage này để đưa chiếc ghế này vào trong quá trình hoạt động. Sau khi lắp đặt chiếc ghế thì nhân viên của Sa Ban đang hướng dẫn anh Tân sử dụng chiếc ghế massage này một cách rất là nhiệt tình, chu đáo, để cho anh làm sao mà có thể sử dụng chiếc ghế này một cách đơn giản và dễ dàng nhất. Ngọc Sa Ban xin cảm ơn anh Tân đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm tại cửa hàng của Ngọc Sa Ban. Ngọc Sa Ban xin kính chúc anh và gia đình có thật nhiều sức khỏe.